một em được chiến nha bà con. Con này thì cũng có cái thân hình khá dài. Đó. Đối với những cái con đực mà để chúng ta phối ấy, thì nói chung cái chế độ dinh dưỡng rất là quan trọng nhé. Như các cái video trước ấy thì tôi có chia sẻ đấy, là chúng ta nên cho những cái con chuồn đực này này ăn những cái loại thức ăn giàu kẽm, nó rất là sung, hạn chế các cái loại thức ăn có nhiều mỡ và tinh bột, các cái loại thức ăn có nhiều đường. Nhiều đường thì nói chung trong các cái loại trái cây chín chúng ta hạn chế. Đối với một con tròn hương đực chiến ấy, thì chúng ta nhìn cái phong thái bề ngoài của nó này, cái bộ dạng bên ngoài, cái dáng vẻ, rồi cái đuôi nhìn nó rất là cân đối và rất là đẹp. Và đặc biệt là chúng ta không nên nuôi nó mập quá nhỉ. Mập quá nó sẽ lười biếng vận động, nó không còn nhanh nhẹn nữa. Và như vậy chức năng phối giống thì chắc chắn một điều là nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Để mà có những cái con đực chiến thì phải nói là rất là khó tìm nha bà con. Cái phẩm chất tốt này, cái thứ hai nữa là cái khả năng giao phối cho tỷ lệ con sinh sản ra như thế nào, rồi con nó có khỏe mạnh hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào con bố và con mẹ. Vừa rồi mà một số bà con hỏi là cái lông của con tròn hương á nó có quyết định đến cái dáng vóc của nó hay không, thì thực ra là cũng không phải điều đó đâu. Cái lông thì nói chung là tùy theo, như có những con nó lông màu đen, màu cho xám cho, có những con thì nó màu lông nó hơi ngả vàng, cái đó thực ra là nó một phần nó do cái chế độ dinh dưỡng đấy. Đó, chứ không phải là do cái màu lông mà nó quyết định đến thể trọng của con tròn hương đâu, không phải như vậy. Tùy theo từng con mà nó có cái màu lông như vậy thôi. Đối với một con tròn hương đực chiến ấy, nó có nhiều năm kinh nghiệm ấy, thì bà con thấy rằng là cái phong thái của nó rất là bình tĩnh. Ví dụ khi mà đưa con cái vào mà con cái cắn con đực ấy, thì nó cũng sẽ không cắn lại, thường nó né. Và đến khi mà nó thấy con cái nó có vẻ nó sơ hở là bắt đầu là nó sẽ hai chân trước nó sẽ ôm lên trên người con cái, và sau đó là nó leo lên để nó sẽ khống chế được con đực, con cái, và nó sẽ tiến hành giao phối. Thì lúc đó thì con cái bắt buộc là phải chịu thôi. Và tất nhiên là khi con đực phối được á, thì con cái nó phải lên giống, nó phải đúng ngày. Nhiều khi chúng ta cái mới lên giống mà chúng ta đưa được vào thì nó cũng chưa chịu, thì nó cắn là điều đương nhiên. Con này rất là thơm.
Những con trồn hương được chiến như này thì nó rất là có giá này. Chúng ta rất là khó tìm và cũng khó thuần thục, cho nên là việc chúng ta chăm sóc và cái chế độ ăn của nó thì chúng ta nên quan tâm nó một chút xíu. Khi đã thuần thục rồi thì nó rất là hiền. Hiền ở đây không có nghĩa là nó nhu mì, mà có nghĩa là nó đã quen với cái người chăm sóc nó, và nó không có những cái phản ứng tiêu cực. Có những con trồn thì mắt màu 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 nâu, có những con thì nó lại màu xanh biếc. Có những con như vậy thì nếu mà được những cái con mắt màu xanh biếc ấy thì rất là đẹp. Buổi tối thì thường nói chung là mắt nó cũng sẽ đổi màu, thế nhưng mà có những con là nó là màu xanh biếc luôn, nhìn nó rất là đẹp nhé. Đó, đặc biệt là vào buổi tối thì bà con nhìn thấy nó như là cái ánh sáng huỳnh quang vậy đó, trắng mà nó lại xanh xanh biếc luôn. Bàn chân này. Tốt nhất là bà con chọn những cái con đuôi dài. Và thon dần, có nghĩa là ở phần ngọn đó, thì nó sẽ thon về ngọn, đuôi xòe ra, lông xòe ra. Đấy là những con tròn hương rất là đẹp. Một con tròn hương đẹp ấy không chỉ là cái dáng vẻ bề ngoài mà còn là cái đuôi nữa. Cái đuôi dài cũng thể hiện cái sự oai phong và đặc biệt của nó. Thế và cái đuôi của nó phải xòe ra như là đuôi sóc như vậy ấy, thì rất là đẹp. Đấy, tại sao mà có những con tròn hương nó đắt giá là nhìn cái dáng vẻ bề ngoài cộng với cái phong thái của nó và cái khả năng phối giống của nó. Thì đó là chia sẻ một vài cái nhận dạng về một con trồn hương được giống đẹp và cái cách mà chúng ta chăm sóc cũng như chế độ dinh dưỡng dành cho con trồn hương được này nhé. Video này đến đây là hết. Hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau.